Vâng ạ, đây là chuyến biển thứ hai mà những ngư dân ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khai thác cá ngừ đại dương đã thực hiện chương trình giảm rỉu rác thải nhựa. Ví dụ như ở chuyến biển này thì những tàu cá như thế này đã đồng loạt mang hàng chục kg rác vào bờ. Ngồi cá ngừ đại dương, điều dễ dàng thấy được trên những tàu cá sau 20 ngày đánh bắt xa bờ trở về bến là những túi rác. Tàu ít nhất một bao, nhiều đến hai bao. Chuyến biển này, tàu cá của ngư dân Quảng Quốc Nhiên đã mang về hơn 15 kg rác thải nhựa từ biển. Kiểm quét vào bờ hết để cho môi trường biển sạch, cho ngư dân đánh bắt kế thuận lợi. Trong chuyến biển vừa qua, ngư dân tỉnh Phú Yên đã mang về gần 700 kg rác thải nhựa. Còn ở Bình Định, từ đầu tháng 2 đến nay, ngư dân đã mang vào bờ 2.200 kg rác thải nhựa. Điều căn bản, khi có nhiều ngư dân cùng hành động, thì ý thức bảo vệ môi trường bằng việc thu gom rác thải nhựa từ đại dương vào bờ đã được nhân lên. Chúng tôi đã triển khai 4 cái cảng cá và bước đầu thì chúng tôi sẽ tập trung vào phổ biến quán triệt, tuyên truyền để mà bà con ngư dân chúng ta thường xuyên thấy được cái lợi ích cũng như cái tác hại của rác thải nhựa. Theo tính toán, với 2.700 tàu khai thác xa bờ ở Nam Trung Bộ, thì lượng rác thải nhựa phát sinh trong mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 20 ngày lên đến hơn 40 tấn. Và nếu ngư dân ngừng xả rác xuống biển và thay vào đó mang rác vào bờ, thì đại dương sẽ giảm rác. Và ngư dân chính là người hưởng lợi từ hành động mang rác vào bờ của mình.